Điểm cho Nguyễn Minh Quang 1-0. Bỏ bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 1-1. Bóng không qua lưới, điểm cho Duy Thanh 2-1. Bóng ngoài sân, điểm cho Duy Thanh 3-1. Gái, con gái quên con. Bóng không qua lưới, điểm cho Dị Thanh 4-2. Cao quá không vô. Để đỡ banh nó vô. Duy Thanh 6-2. Bóng ngoài sân, điểm cho Duy Thanh 7-2. Bóng trong sân, điểm cho Nguyễn Minh Quang 3-7. Bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 8-3. Điểm cho Duy Thanh 9-3. Thầy thức 4 luôn. Điểm cho Duy Thanh 10-3. Điểm cho Duy Thanh 11-3.
Đập bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 12-3. Phát bóng tốt, điểm cho Duy Thanh, điểm cho Thầy Lợi 13-3. Thầy Lợi hay luôn. Bóng không qua lưới, điểm cho Duy Thanh 14-3. Bóng qua lưới, điểm cho Duy Thanh 15-3. Thầy Thức hai lon. Chuyện cho số 7 ơi. Anh Tách chuyện cho số 7 ơi. Điểm cho Nguyễn Minh Quang 4-15. Tốt, điểm cho Duy Thanh 16-4. Số 7 hai lon. Bỏ bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 17-4. Bóng ngoài sân, điểm cho Duy Thanh 18-4. Dạ, tính đi cơ cuối luôn hả thầy? Chúng nguyên tùng hả? Vậy á. Phải nguyên tùng hả? Đập bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 20-4. Tốt, điểm cho Duy Thanh 21-4. Thầy Thức 4 lần. Trái lại lần rồi. 21-4 rồi. Cái cảnh này cái gì? Anh cứ ý xì. Đi cơ cứu luôn kìa. Điểm cho Duy Thanh 22-4. Ngay cơ. Còn nữa hả? Điểm cho Duy Thanh 23-4. Rồi lần này thầy nhận giải người đi coi giải nhất giải này luôn rồi. Để cho Duy Thanh 24 luôn. Trái cuối. Trời ơi,
chúc mừng đội Thanh đã giành chiến thắng hiệp 2 với tỷ số 25-4. Xin chúc mừng. Chúc mừng.